Thưa quý vị và các bạn, giáo dục địa phương là nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, tài liệu giáo dục địa phương được xem như sách giáo khoa. Trong năm học này, dù còn nhiều khó khăn, nhưng một số trường học đã chủ động tổ chức các hoạt động tích hợp, trải nghiệm, giúp cho nội dung này trở nên hấp dẫn, gần gũi với học sinh. Năm học này, trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 10, có nội dung giáo dục địa phương là môn học bắt buộc. Thời gian qua, ngành giáo dục Tiền Giang đã tổ chức các buổi tọa đàm, dạy thực nghiệm về lịch sử địa phương, góp phần giáo dục niềm tự hào về truyền thống quê hương mình. Học sinh được học di sản văn hóa về đất con người Tiền Giang. Đây là tiết dạy thực nghiệm môn ngữ văn, thể loại về truyền thuyết địa phương, bài về cuộc khởi nghĩa Tứ Kiệt tại trường Trung học phổ thông Chợ Gạo. Dạy một cái tiết thực nghiệm về cái bộ môn ngữ văn, một cái thể loại đó là cái truyền thuyết về lịch sử địa phương. Thì theo tôi thì cái thể loại nó rất gần gũi. Giáo viên mình phải nghĩ ra cái kịch bản, rồi mình sẽ tạo nên cái hứng thú để các em hợp tác, để nó tiếp cận cái văn bản này và nó khai thác những giá trị của nó. Các tiết giáo dục địa phương sẽ đưa học trò đến với những trải nghiệm thật nhất để các em có thể hiểu, khám phá về các kiến thức văn học, lịch sử, địa lý, địa phương mình, nơi mà mình đang sống hàng ngày. Qua cái chương trình giáo dục địa phương này đó, thì sẽ trang bị cho các em những cái hiểu biết về địa phương, cũng như là cái định hướng phát triển kinh tế của xã hội địa phương trong cái thời gian tới, để qua đó giúp các em định hướng nghề nghiệp, cũng như là giúp giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt là cái nghĩa vụ trách nhiệm các em đối với địa phương. Trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giáo dục địa phương là một thành phần hữu cơ trong chương trình tổng thể, có vị trí tương đương các môn học khác, giúp hình thành và phát triển toàn diện những phẩm chất và năng lực của học sinh. Trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp của tỉnh. Từ đó bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học được để góp phần bảo tồn giá trị văn hóa của cộng đồng dân cư, các dân tộc, xây dựng văn hóa, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Tiền Giang nói riêng và cả nước nói chung.